Real Madrid đang hướng đến thị trường chuyển nhượng 2019 để thực hiện triệt để công cuộc cải tổ đội bóng sau một mùa giải đáng quên. Huấn luyện viên Zinedine Zidane và ban lãnh đạo nhà trắng tiến hành gấp rút để hoàn thành những bản hợp đồng bom tấn. Tuy nhiên cũng nhắm đến các tài năng trẻ giàu triển vọng, xây dựng một tương lai vững chắc cho đội chủ sân Santiago Bernabeu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Theo La490, sao trẻ mà Real đang hướng đến là Moise Kean, người được ví như thần đồng nước Ý và kẻ đóng thế hoàn hảo cho Cristiano Ronaldo thời gian qua. Kean nổi lên như một hiện tượng và gương mặt tiềm năng tại Serie A trong màu áo Juventus. Dù chỉ mới sinh năm 1999 nhưng Moise Kean đã có 4 bàn thắng sau 19 vòng đấu được ra sân cho lão bà thành Tuzin. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Được biết, chính vì chủ tịch Florentino Perez vẫn cay cú Juventus trong thương vụ chiêu mộ Ronaldo để Real phải lâm vào tình trạng bết bát như hiện tại, ông quyết định xem Moise Kean vừa như bản hợp đồng tiềm năng, vừa muốn trả đũa nhà đương kim vô địch nước Ý. Mức phí chuyển nhượng cho tiền đạo sinh năm 2000 này chỉ là 13,5 triệu bảng, theo định giá của Transfema. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Roberto Mancini. Moise Kean đang phải gánh quá nhiều áp lực. Moise Kean, kẻ đóng thế hoàn hảo